cô đang làm gì vậy? Có biết là tôi đang thua không? Tôi mà không kéo anh ra đây để anh tiêu hết tiền của tôi à? Cô có biết là chỉ vài ván nữa thôi, tôi sẽ đỏ lên, tôi sẽ lấy lại tất cả. Đỏ á? Anh nhìn từ đầu chân anh xem anh còn cái gì để bán không? Này, đừng có mà lấy giọng. Cô thì biết cái gì mà nói? Tôi biết cái gì á? Tôi biết là một thằng ngu suốt ngày đâm đầu vào cờ bạc. Anh xem anh đã học được cái gì cho gia đình anh rồi? Cô. À, anh đánh tôi á? Anh dám đánh tôi? Anh chết đi của Vũ Phụ, anh chết đi. Ơ, thằng kia, mày nhìn cái gì ở đây? Mày điếc à? Ngồi một mình làm gì? Ra chơi cùng một tớ cho vui. Đi. Hôm qua đen quá mọi người ạ. Có chuyện gì vậy? Hôm qua đi chợ bị mất ví. Chuyện như thế nào? Chờ em, anh xã cho em.
Chờ em anh ơi. Để tao xuất khai cho mày. Có một điều, đưa chiếc ví mày móc của bạn tao hôm qua ra đây. Không biết cái gì đâu. Nói cho mày biết, đừng có đùa với tao. Em không đùa đâu. Đưa chiếc ví đây. Cái ví đó bị cướp rồi. Ai cướp? Thằng nào cướp? Tao cho mày một cơ hội. Chỉ như tao phần đó phần nào. Đi. Mày có chắc nó ở khu vực này không? Em nghĩ nó chỉ vẫn ở chỗ đây thôi mà. Có đúng là nó không? Nó đấy. Hôm trước có phải cậu đã cướp của một tên móc ví đúng không? Đúng vậy. Cậu có biết chủ nhân của chiếc ví là Huân không? Ví của Huân thì sao? Được chiếc ví của tớ. Tôi biết cậu và Huân tiến thân với nhau. Nhưng tôi đã cướp được TV này thì chủ nhân của chiếc ví này là thuộc về tôi. Tôi nói cho cậu biết, cái gì cũng có giá của nó. Tôi biết cậu rất thật võ. Tôi sẽ đánh với cậu một trận. Nếu cậu thắng, chiếc ví này là của cậu. Còn nếu cậu thua, yeah!
Phí của cậu, tôi nghĩ tên móc túi đã tiêu hết một số tiền, nhưng giấy tờ vẫn còn. Sao cậu có thể? Quá lớp rồi, tôi vào trước đây. Phong, cuối giờ tôi có thể gặp cậu ở thư viện được không? Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu. Về trên chiếc ví, tớ cảm ơn cậu nhé. Đừng cảm ơn tôi. Chúng ta là bạn bè, không cần phải nói những lời khách sáo như vậy. Tôi biết, nhưng lời cảm ơn này tớ không thể không nói được. Được rồi, mình nhắc chuyện này nhé. Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không? Làm sao mà quên? Cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở trường này. Tôi nhớ hồi kết thúc mà. Có lẽ đó là thời gian vui vẻ nhất của tôi. Cậu khác nhiều rồi đấy. Kể từ khi Mai Tươi xảy ra chuyện, cậu ít nói hẳn đi, rồi lại còn chuyển ra ngoài của mình nữa. Tớ rất ít khi gặp cậu. Trên lớp muốn nói chuyện với cậu thì cậu lại lảng tránh. Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy Phong? Từ khi Mai Tươi xảy ra chuyện, tôi thấy cuộc sống này không còn màu sắc gì nữa. Bây giờ tôi chỉ cần yên tĩnh một mình thôi. Nhưng chuyện đó đã xảy ra 6 tháng rồi cơ mà Phong. Cậu nên quên nó và trở về với cuộc sống bình thường đi.
Tớ vẫn là tớ. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn mãi là bạn thân của tớ. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Thôi, muộn rồi, tớ phải về. Chưa đến thăm em, anh xin lỗi. Mở mắt ra nhìn anh đi. Mở mắt ra không? Sống này không còn màu sắc gì nữa. Mai Tuyết, anh rất muốn về bên cạnh em. Nhưng có một số việc làm anh thay đổi suy nghĩ. Anh nhận thấy anh còn bạn bè, còn gia đình, còn nhiều việc anh chưa làm được. Anh đã chọn cho mình một con đường đi, mà con đường sẽ không còn em bên cạnh nữa. Anh xin lỗi. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau. Tạm biệt Mai Tuyết.
mày có nhớ con bé mà đại ca sai mình giết nó không? Mày có nhớ con bé mà đại ca sai tụi mình giết nó không? Có, em vẫn nhớ. Con bé nhỏ xinh quá, em thấy tiếc quá. Mày biết tại sao đại ca sai bọn mình giết nó không? Mày biết tại sao đại ca sai bọn mình giết nó không? Em nghĩ mãi mà không hiểu sao đại ca mình giết con bé đó. Con bé dám cắm sừng lên đầu đại ca mình, giết nó là đúng. Con bé dám cắm sừng lên đầu. Chưa? Tao đang nhắm một con bé lâu rồi. Ai thế? Còn người yêu cũ của tao. Hàng cũng được. Chắc đủ để đại ca dùng tạm. Vâng. Thế thực hành kế hoạch thế nào đây anh? Tao đã hẹn là chiều mai ra gặp. Mày biết phải làm gì rồi chứ? Ok anh, em biết rồi. Thôi ngồi đi. Mày có nhớ con bé mà đại ca sai mình giết nó không? Alo. Ông đừng có làm phiền tôi nữa. Con bé dám cắm sừng lên đầu đại ca mình, giết nó là đúng. Tuyết à, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em mãi mãi là người con gái anh yêu nhất. Thank you.
hiểm đấy. Em đến rồi à? Sao bạn gái của Huân lại ở đây? Rốt cuộc những tên này đang âm mưu gì? Anh hiện tôi ra đây có việc gì? Có chuyện gì anh nói nhanh đi, tôi cũng có việc nữa. Anh thấy nhớ em nên muốn hẹn gặp em ra đây. Kể ra thì lâu lắm rồi chúng mình không được gặp nhau. Anh đừng có nói nhảm nhí nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi còn gì. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi về đây. Thế à? Hôm nay anh hẹn em ra đây là muốn nhờ em giúp anh một chuyện. Có chuyện gì mà anh cần tìm đến tôi chứ? Chuyện này rất là quan trọng đối với anh. Nếu em không giúp chắc anh xong rồi. Tôi không có việc gì để giúp anh đâu. Thôi tôi đi về đi. Nói cho tao biết, đại ca mày là ai? Đừng hòng tao nói. Tao nhắc lại lần nữa. Nói. Không. Hãy nhìn bạn mày làm gương. Bây giờ tao hỏi mày một câu. Đại ca mày là ai? Tao không nói đâu. Tao hỏi đây lần cuối, mày có nói không? Tao không nói. Đừng đánh nữa, tao sẽ nói. Đại ca tao là hình đầu múa. Rút điện thoại của mày, gọi nó cho tao. Mày là hình đầu búa hay không? Mày không cần biết tao là ai, nhưng tao đang nắm giữ chứng cứ tội phạm của mày. Nếu không muốn đứng trước vảy móng ngựa, thì sáng ngày mai tao hẹn mày ở bãi nhà hoang phía tây thành phố. Tao chờ mày đó. Em không sao chứ? Xin lỗi vì đây là em phải nhìn thấy những cảnh này. Ngay không còn cách nào khác. Anh đã gọi điện thoại cho người yêu của em rồi. Lát nữa cậu ấy sẽ tới đón em. Vậy còn anh thì sao? Anh có việc riêng cần phải giải quyết. Em về trước đi. Mày là thằng hẹn tao ra đây phải không? Đúng, chính tao là người hẹn mày ra đây.
Mày bảo mày đang nắm giữ chứng cứ của tao, bây giờ nó ở đâu? Trước khi nói về chứng cứ tội phạm của mày, tao muốn hỏi mày một câu. Phải 6 tháng trước, mày đã lệnh cho hai đệ tử của mày đâm chết một người con gái, đúng không? Con bé đó hả? Hình như tao đoán không lầm, nó là người yêu của mày. Đối với tao, nó chỉ là một con hàng. Mày hiểu chưa? Không nghe lời tao, chỉ có một kết cục. Chứng cứ tội phạm của mày đang ở trong này. Muốn lấy vào đây. Yeah.
Mai cái thằng vô dụng này. Ở đây cả. Ở đây cả. Chưa bao giờ rời xa anh, em mãi ở bên anh.
Cậu sao không? Sao các cậu lại tới đây? Người yêu tôi nói với tớ rằng cậu có một... Đây là việc riêng của tớ. Các cậu đừng xen vào. Nhưng chúng ta là bạn thân mà. Chúng tớ không thể bỏ mặc cậu được. Cậu hiểu chứ? Các cậu mày! Chúng ta đã lên đây rồi, không thể biết được. Đây là chuyện sống chết đấy, không phải chuyện đùa đâu. Các cậu về đi. Chúng mày đừng mong rời khỏi đây. Riêng ngày hôm nay, chúng ta sống chết cùng nhau. Được. Hôm nay có hai người bạn bên cạnh. Vũ Nhật Phong này, có chết cũng không tiếc. Hai cậu nghe đây, tên trùm này rất nguy hiểm. Bây giờ tôi cần các cậu cầm chân tất cả các tên lâu la. Còn để mình tới giải quyết tên trùm, ok? Tớ giải quyết tên bé, cậu giải quyết tên to, ok? Như đây không có chuyện gì, ta sẽ cho mày một khoản tiền. Nói cho mày biết, tao quan tâm tụi mày là ai, nhưng mày đã cướp đi người con gái tao yêu nhất, mày sao phải trả giá? Thank you.
mày. Tỉnh lại đi Phong. Phong. Làm em bất ngờ đấy. Anh có món quà tặng em này. Cái gì đấy ạ? À? Ấy, từ từ. Đừng có mở. Đi vào đây rồi hãng mở. Thôi, anh vào đi, anh vào đi, anh vào đi. Chờ anh tí nhá. Nhưng mà đừng có nhìn đấy. Em biết rồi. Để xem nào. Tông xì thế này. Cái gì? Cục cưng à? Nó còn nhăm nheo nữa. Nhăm nheo đâu mà nhăm nheo. Đã thế nó còn ngắn ngủ nữa chứ. Thế này thì không vừa với em rồi.
bảo cái váy anh mua cho em mà.